Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu 5 chiếc xe. Đầu tiên là chiếc xe tôi thương, rất là dễ thương này. Hey, wow, so cute. Yeah. Không tắt luôn nha các bạn. Đây là chuông, đây là đèn này, khởi động nào. Yeah, rất là dễ thương luôn nha. Hey. Ok. Chiếc xe thứ hai là một chiếc xe cũ nha, đây là chấp nhận cho mình đã nhầm quá. Yeah. Ok, wow, ok, xe thứ ba là một chiếc xe cánh sản nha các bạn. Đây các bạn thấy là cao, đây là cao này, đây mở cửa đi vào này. Yeah. Mình sẽ bằng mảnh đá nha.